Ngay phía sau lưng của mình đây đó chính là Hồ Thác Bà. Đây thực ra cũng chỉ là một góc nhỏ thôi. Các bạn có thể thấy này, cái vị trí mình đang ngồi đây đó chính là khu du lịch Ruby, là một trong những cái điểm dừng chân của khách du lịch. Nếu mà muốn đi trải nghiệm hồ ấy thì sẽ đi ở cảng Hương Lý. Và hiện tại đang là khoảng 12 giờ trưa thì các bạn có thể thấy này, xe cộ ở đây cũng khá là nhiều. Khách hàng đang ở đây là dừng chân nghỉ dưỡng cũng như là ăn uống. Ở đây có một cái khu gọi là khu ẩm thực cũng như là nhà hàng, nhà sàn ở đây cũng có. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số cái hay ho của Hồ Thác Bà. Đây là mùa nước xuống nhá. Nếu mà mùa nước lên ấy thì nó sẽ lên cái khoảng gần bằng cái chỗ mình đang ngồi ở đây, cách khoảng độ tầm 1 đến 2 mét, nước lên rất là mênh mông. Và ở đây thì sẽ có những cái con thuyền, đây gọi là những cái con tàu để đưa đón khách du lịch đi tham quan đảo và tham quan những cái khu nghỉ dưỡng cũng như là lên trên đập thủy điện Thác Bà. Đây là một cái con tàu này. Còn khách thì chắc là đang ăn uống ở trong kia. Đấy, mặt nước ở đây thì mùa này thì đúng thật là nó xuống quá là thấp. Còn đâu nếu mà mùa nước lên thì rất là đẹp và lung linh. Toàn bộ những cái đảo ở đây hiện tại đang là đất rừng sản xuất và không được phép xây dựng nhà cửa. Và toàn bộ đều nằm trong hành lang quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Và khi mà chúng ta muốn đi du lịch Hồ Thác Bà ấy, thì chúng ta sẽ đi theo tour ở trên cảng Hương Lý. Và một tour như vậy thì sẽ kéo dài khoảng tầm 2 đến 3 tiếng, 2 đến 3 tiếng trên một cái tour. Và cái giá mà các bạn phải trả sẽ từ 1,5 cho đến 3 triệu trên một tour. Và bạn đi một mình thì cũng giá đó, mà các bạn đi khoảng tầm 10 đến 12 người thì cũng giá đó. Nếu tính ra mà đi tối ưu thì chỉ khoảng tầm 100 đến 150 một người thôi, và đi được khoảng tầm 2-3 tiếng. Và khi mà đi lên trên đó thì chúng ta có thể là đi vào những cái khu resort, những cái khu mà họ đang khai thác nghỉ dưỡng rồi ấy. Và chúng ta có thể ăn uống nghỉ dưỡng ở đấy, và có thể ăn cá của Hồ Thác Bà, hoặc là đi tham quan. Hiện tại thì ở đây trông rất là sơ khai, chưa phát triển quá nhiều. Nhưng mà ngày 18 tháng 2 năm 2022 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đưa cái khu vực Hồ Thác Bà này trở thành khu du lịch quốc gia. Thành ra là cũng đang có một số chủ đầu tư nghiên cứu triển khai một số các dự án liên quan đến nghỉ dưỡng ở khu vực Hồ Thác Bà này rồi. Bởi vì thực tế ở đây đã có những cái đảo như thế kia, các bạn nhìn những cái đảo như thế kia mà có thể là xây dựng những cái khu biệt thự, những cái khu nghỉ dưỡng ở trên đó thì cũng rất là tuyệt vời. Kết hợp với cái khu vực mặt nước ở đây đã có rồi, tổng diện tích mặt nước ở đây lên đến là 23.400 hecta, rất là rộng lớn và mênh mông. Cho nên là ở đây đã có cái yếu tố tự nhiên có sẵn rồi, bây giờ chỉ còn chờ các chủ đầu tư lớn họ về đây họ triển khai thì chắc chắn rồi, khu vực Hồ Thác Bà này sẽ là một trong những cái điểm mà thu hút khách du lịch. Mình đánh giá là khá là tốt, bởi vì tại sao? Cái quãng đường di chuyển từ Hà Nội đến đây chỉ khoảng tầm 2 giờ 30 phút thôi, thì đó là một cái khoảng cách khá là lý tưởng để cho một cái chuyến du lịch trải nghiệm bằng từ đây về đến Hạ Long. Và từ Hồ Thác Bà mà di chuyển đến Hà Nội thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm 156 cây 160 cây, thì khoảng cách này thì không quá xa. Và toàn bộ khi mà chúng ta đi là đi bằng đường cao tốc hết. Và mình tin rằng trong một vài năm tới thì Hồ Thác Bà sẽ là một trong những cái nơi mà thu hút khách du lịch, gọi là nằm trong top ở miền Bắc. Và đặc biệt là nếu mà khu vực Tây Bắc thì mình nghĩ là đây là một trong những cái điểm du lịch mà khá là gần. Và với cái khoảng cách và cái thời gian di chuyển như vậy thì mình tin rằng là chỉ trong vòng một vài năm tới thôi thì ai cũng sẽ biết đến Hồ Thác Bà. Và điều quan trọng khi mà chúng ta đi du lịch Hồ Thác Bà nhiều thì chúng ta sẽ phát sinh nhu cầu đầu tư đất. Thì bên mình cũng sẽ có những cái quỹ đất bám theo Hồ Thác Bà này để các bạn có thể cân nhắc đầu tư. Chỉ với 7 đến 800 triệu là chúng ta có thể đầu tư được một lô đất đã có sổ hồng và nằm sát mặt hồ, giống như những cái vị trí mình đang ngồi đây, nằm sát với mặt hồ và nằm cạnh với cả khu công nghiệp, cũng như là cái tiềm năng đầu tư và cái tiềm năng khai thác về kinh doanh rất là tốt.